cha 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 la 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 la. Mà bây giờ tôi phải kêu hả? Là gì hả? Sao? Đừng có mơ đi ha. Này, tôi là gì? Ô mai xấu. Còn you là cháu sầu riêng, là con sầu riêng, nghe chưa? Không, không nghe. Không nghe thì cứ nghe nhạc. Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mơ nhiều. Người ta không nghe. Cái gì? Hả? Bây giờ có im lặng không hả? Tất nhiên là không im rồi. Im mà để cho tắt cái nhạc đi rồi bật cái nhạc cải lương kia. Nhạc cải lương á, tức là cái đứa mà ở nhà quê mê lên. Em ở nhà quê mê lên. À nói tôi quê được, đừng có nói cải lương quê nha, tôi không có chịu nha. Có biết hả, cải lương là một văn hóa của cả một thế giới. Coi lại cái nhạc tróc của mấy người đi ha. Cái tróc của mấy người hả, y là mấy cái người hả bên biên hòa vậy đó. Này, xin lỗi nhá, chỉ có cái đứa sầu riêng ở nhà quê mới lên, chứ không có con ô mai xấu ở trại tâm thần mới ra đâu, nghe chưa? Bây giờ sao hả, dám nói tôi quên nữa hả? Bây giờ cứ hát. Này, nói cho mà biết nhá, rap rock nhá. Nhạc hát tróc có nghĩa là mấy đứa trong tâm thần mới ra đó hả? Thôi thì cái đứa ở nhà quê mới lên thôi. Chết tao, chết tao. Thôi được rồi, ngồi xuống. Được rồi, bây giờ con gọi bằng gì ô mai xấu đi. Con gọi gì ô mai xấu xong, dì sẽ cho con nghe nhạc. Dì xấu. Nhưng mà không phải là bố mình con nghe nhạc đâu. Tức là mình... Thế sao? Bây giờ chia nhau ra. Con giờ chắn, dì giờ lẻ. Bây giờ là giờ chắn, dì nghe nhạc. Rồi ok. À quên, giờ chắn là giờ con nghe nhạc đi. Đó, vậy đi. Rồi, dì đi xuống nhà. Điệp ơi, mai anh xấu chúng thành. Nội, ủa sao nội không vô phòng nghỉ mà nằm ở đây vậy nội? Nó nằm vậy đi, nhìn cho nó quê nữ chút xíu nè nội. Sao vậy? Sao vậy nội? Dạ rồi, thôi nội nằm đó đi. Chút xíu con massage cho nội. Kiểu này chắc nội ngồi thêu lâu quá rồi mỏi lưng chứ gì phải không? Nội chịu hết nội. Cao. Cao. Triệu hai gì? Ủa nội hả? Chứ ai? Ý trời ơi, mày làm gì mày vừa đếm tiền mày ngủ vậy? Ý trời ơi, thôi, tao nói mày nghe cái mày quản lý gia đình này sao á. Tao chịu hết xiết rồi. Con xấu mà nó mở cái nhạc rap gì đó. Trời ơi, cháu có bữa chắc tao rứt thở, tao chát quá nó. Đúng là sao Diêm Vương chiếu bạn đâu rồi đó, trời ơi. Thôi nội, chỉ bị mỗi mình con xấu à. Còn con bị cuộc chiến âm nhạc giữa hai đứa nó làm cho phát điên luôn rồi nên nè. Dây thần kinh nó sắp đứt bạc nói lại hết nổi rồi đó nội ơi. Ê, trời ơi, cái đứa này nghe còn êm tay. Còn cái gì mà nó giật. Bà nội nè, trời ơi, bà nội thiêu này bây giờ tôi... Bây giờ hư ra hết trơn cái trội rồi còn chịu gì xiết nữa. Trời, cái gì vậy, gì nữa đây? Con chào nội, em chào chị. Chào cái gì mà chào? Con đó nha, con mở nhà. Nội ơi, con có quà cho nội nè.
Ủa, bào hồng à? Dạ. Nè, ở trong nhà này cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi nghe. Em có biết là em làm như vậy á là cả nhà. Quà của chị đây. Đây, đây là quà của bà nội và đây là quà của chị. Mới mở miệng cái nó lấy quà nó trám vô là sao nói được nội. Đây cái gì đây? Đây là tai nghe headphone đời mới nhất con mua cho hai người. Vậy á hả? Trời nhìn xịn ghê nội. Cái này sao đâu, có nghĩa là khi con mở nhạc là úp vô trong cái lỗ tai hả? Đúng rồi ạ, khi mà con mở nhạc là mọi người úp cái tay, úp cái tai nghe này vào tai này là mọi người sẽ không nghe thấy con đang nghe nhạc rock ở đâu, nên mọi người yên tâm. Vậy cũng được, cũng được. Nói thì lịch sự nè. Mày giỏi. Được rồi. Dạ. Quà hả? Cũng có quà hả chị? Gì? Quà có khăn đâu? Quà con không có quà. Con ngồi đây đi. Dạ, dạ. Đúng rồi. Con nhắm mắt vào. Dạ. Bất ngờ lớn cực chị. Rồi con mở mắt ra đi. Quà con chẳng có cái gì đâu. Bất ngờ lớn nhất của con đấy. Quà nhỏ mà. Gì đó? Chị cấy quá à? Ai bảo cái tên con là sầu riêng, thế nên là cái gì con cũng phải riêng hết, con không được chung đụng với ai cả. Bao giờ con đổi tên là sầu chung đi, rồi dì mua cho con tai nghe headphone đời mới nhá. Cảm ơn mọi người, con đi đây. Ừ, lên nghe nhạc vui nghe con. Dạ. Đúng được. Coi vậy nó dễ thương rồi nha. Có phim hay lắm này nội. Hả? Thôi con coi mình lên con đi để dạ. Con thiêu tiếp cái này. Con gái, cái gì mà chạy hớt hải hải vậy? Chuyện con, gì xảy ra với con? Con sao? Con tiện má đi bán. Con làm má xúc động quá. Cảm ơn con. Tình cảm của con làm má ngộp thở. Trời ơi, con ngoan gần bằng không. Con ngoan hơn Siri con ruột của má luôn đó. Má cảm ơn con. Má con nói má nghe nè. Con chúc má buôn ma bán đất bằng một câu giọng cổ được không? Được chứ. Má yêu giọng cổ mà. Dạ má. Điệp ơi mang lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò xưa con sông nhỏ chốn quê xưa. Thôi được rồi. Dạ má. Con đừng có làm tổn thương thêm cải lương nữa. Con nghĩ thì sao vậy hả? Má đang đi bán, mới sáng sớm mở cửa ra thì phải hát cái bài gì nó hay, nó sung, nó sơm chứ buôn mai bán đó. Sáng sớm hát cái bài gì không có hên gì hết trơn trọi á. Là má nhức đầu, má chóng mặt, tâm lý má xuống là má không có đi bán nữa. Bữa nay má nghỉ bán là tại con đó. Ôi con. Cái gì vậy? Cục vàng cục ngọc của con. Cái gì vậy? Ai chọc con? Ai chọc con khóc vậy hả con? Con buồn quá. Thôi nín. Nè, để cô rót trà cho con uống nha. Thôi con muốn trà đâu. Trời ơi, con trẻ mà con không có già đâu mà con uống mấy cái này. Cái này giống như bà già mà uống rồi à. Vậy tôi uống mình nên. Cô con nghèo cô á. Con nghèo cô á chứ. Thôi bây giờ con hát cải lương cho cô nghe nha.
ý cái món này có kẹo rồi nghe nè. Bà hát là... cái luôn nha. Cái bà cố vừa vừa nhâm nhi cha, bà cố vừa nghe con hát kẹo luôn. Được. Bây giờ cố cho con mượn cái này đi, con diễn cái tuồng có cái liên quan tới cái tách trà này, con lấy con diễn luôn. Được. Nào, chuẩn bị bắt đầu. Đây tách trà thần thiếp đây xin nhấp càng. Hay quá hay quá, nhập âm. Để minh chứng cho tấm lòng thành. Đâu? Hả? Cái gì giật mình vậy trời? Trà có đâu? Hả? Trời ơi, trà có đâu? Đừng có la, cô vợ đâu có uống đâu. Ủa? Tại sao? Tại vì ông chồng, ông dùng tung quyền cướp. Dạ, dâng ly trà, nước dâng tung té. Hay. Cô vợ lăn đùng ra chết. Ủa gì lạ vậy? Tại sao? Tại vì lúc mà ông đá tung quyền cướp đó, ông đá mạnh quá, cái nước dâng lên cao. Cô vợ hết hồn, hả hổng ra, nước lọt vô ruột, ngâm độc. Dạ. Tùng lẫn nhá. Hay mà có, hay mà. Hay gì hay, tùng cải lương của người ta phải có ca giọng cổ hay mùi mẫn mê ly gì. Tự nhiên uống cũng chết, không uống cũng chết. Tùng lẫn nhá. Đi ra. Dạ mời nội ăn cơm. Gia đình ngũ quả tập hợp ăn cơm. Xong hết hả con? Dạ. Ủa nội, sao nội ngồi bên đó? Ghế nội đã đây mà. Bây giờ con làm chủ gia đình rồi thì con ngồi đây, nội ngồi đây được rồi. Con là chủ gia đình nhưng mà nội là chủ con. Ghế nội lại đây. Thôi được rồi. Con đâu đủ đâu, sao kêu nó xuống ăn cơm? Dạ, nó đi ra sạp bán trái cây giùm con rồi. Bộ hồi sáng con bận gì sao con không ra bán mà để nó thay? Trời ơi, con sầu riêng đó nội. Tự nhiên sáng sớm mình đi bán, mình cần nó chút cái gì hay ho, nó ra nó tiễn con bằng một câu cải lương lan và đẹp. Ý nó muốn con là tiễn đi không về nữa hay sao đâu á. Như vậy là con giống nội rồi đó. Ngày nào nội cũng gặp sao diêm vương hết trơn trời á. Cái chuyện là như thế này nè. Sao nội? Đó, sao diêm vương với nội? Trời ơi trời. Cái này á là La Hầu kế đô luôn, chứ phải Diêm Vương không đâu nội ơi. Cái gì mà trời ơi, thôi tắt liền. Nè, hai đứa trên kia làm cái trò gì vậy hả? Xấu, em lại ăn hiếp một sầu riêng đánh nó được phải không? Không, tất nhiên là không rồi. Em sao mà đánh nó? Chỉ có nó đánh em thôi. Sao nó khóc? Biết được. Nên rồi. Nói nghe con cái gì hứa không? Vậy ai biết chuyện gì xảy ra? Lý do sao khóc? Dạ. Dạ hồi nãy á, con nghe từ một con cỏ trắng. Cái con nhớ má mất ở dưới ngoài. Nên con... Trời ơi. Vậy thôi à. Tắt giùm cái dòng nước mắt này đi. Dặn cái Romine chặt lại. Ăn cơm. Cái gì vậy? Con có cái tuồng này nói về bữa cơm gia đình hay lắm, để con mở. Trời ơi! Gia đình đang ăn cơm ngon lành, công má nấu nước mà con nghĩ làm sao làm tổn thương bữa ăn của gia đình bằng những món ăn này. Tèn 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 tèn. Trời ơi! Trời ơi! Thêm cái lương mới nổi. Trời ơi! Hai má con mày làm ơn dẹp giùm tao đi. Ca khét nghẹt vậy mà cũng cất lên ca hoài à trời. Có, mà cô không thấy mưa dầm thấm đất má con thấy cái lương hay vậy á. Thấm cái đầu con á, từ nay trở đi nghe, mà mở cái lương lên mà làm má ảnh hưởng tới tâm lý nữa là biết tài má đó. Yes, em cho chị một like, chị là idol của em. Không có được bật cái thể loại nhạc đấy nữa, nghe chưa? Like cho con dịch quay like. Nè, em nghĩ làm sao vậy hả? Từ nay trở đi cấm mở cái thể loại nhạc vừa rồi nghe chưa? Nhân dịp gia đình ngũ quả nhận hai thành viên mới, hai cầu ta có bổ sung vào gia quy của gia đình. Đó là ai muốn nghe nhạc thì phải đeo headphone, tuyệt đối không được mở loa ngoài. Không! Không được! Không được làm! Không được đối xử với em như vậy! Nè! Ngồi xuống. Quy định đã nói rồi đó. Từ nay trở đi á, làm ơn Lập Phước tắt hết loa ngoài đi, chỉ nghe headphone thôi. Nè, tắt ngay cái loa ngoài này và chỉnh chế độ mút vĩnh viễn giùm tôi nghe chưa? Ăn cơm đi. Đúng rồi đó, con cứ quy định vậy đi.
nó ủng hộ con đó. La 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 la.